tôi một vùng quê non nước hữu tình bên nước sông quê. Bên nước sông quê mẹ tôi chiều chiều xa ngóng đời, đời con đi bộ đội mãi chưa về. Một vùng miền quê như bán đảo huyền bí, xưa ai ghé quê tôi lo lỡ chuyện phải gọi đó, mà giờ đây nhịp cầu thông thương mẹ như tường mộng, cất giọng ca tru ca thêm lắng đong. Mẹ mừng vui rào rực lời ca, ai qua châu hòa nhớ nhịp câu, nhớ hòn len đụt nhớ người Kinh Châu, nhớ hòn len đụt nhớ người Kinh Châu. Thank you.
Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức lễ hội Khánh Thành Đình Làng Kim Châu, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng Chạp năm Tân Sửu. Chúng ta đã cảm nhận được cái hơi ấm của mùa xuân qua cái xe lạnh của cái ngọn gió cuối đông, qua những cái chú chín của những cái cúc đào đang nảy lụa, qua cái sắc màu của hoa của lá, lòng người ai cũng rạo rực chuẩn bị đón mùa xuân sang. Nhưng với bà con nhân dân thôn Kim Châu thì cái niềm vui lại được nhân lên gấp bội, bởi vì đình làng Kim Châu đã hoàn thành một cái công trình thế kỷ, một công trình để lại cho muôn đời con cháu mai sau một cái ước mơ, một cái khát vọng mà 54 năm rồi nay mới thỏa. Và thôn Kim Châu đã chính thức tổ chức lễ hội Khánh Thành Đình Làng bắt đầu từ trưa hôm qua cho đến hôm nay. Chiều hôm qua đã làm nghi thức rước linh thần của ngài Bản Thổ Thành Hoàng về ngự ở đình làng. Tối hôm qua là chương trình nghệ thuật đặc biệt của lễ hội. Sáng hôm nay vừa làm xong nghi thức lễ cầu siêu, và ngay bây giờ chúng ta sẽ tổ chức lễ khánh thành đình làng Kim Châu. Và đến dự buổi lễ khánh thành hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Quang, nguyên là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Duy Thiện, nguyên là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa và hiện đang giữ chức là Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam huyện Tuyên Hóa. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Thanh Lam, đồng chí Phan Huy Hoàng cùng đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Hóa, các tổ chức, đoàn thể, trường học, trạm y tế, đại diện của các thôn ở trong xã Châu Hóa và một số dòng họ lớn ở trong xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Rất vui mừng và trân trọng đón chào sự có mặt của linh mục Anton Lê Thanh Tuấn, quản giáo xứ Minh Tú thuộc giáo hạt Minh Cầm, giáo phận Hà Tĩnh. Quê hương biết ơn sâu sắc và chào đón sự có mặt của ông Đặng Xuân Huệ và bà Nguyễn Phương Thảo, nhà tài trợ hoàn toàn cho công trình đình làng Kim Châu. Xin trân trọng giới thiệu ông Lương Minh Tính, Phó Tổng Giám đốc cùng cán bộ, nhân viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình. Hôm nay các anh chị về đây như những đứa con của mảnh đất Kim Châu, của đất Châu Hóa, với rất nhiều những lãng hoa rực rỡ màu sắc. Xin trân trọng cảm ơn và chào mừng. Xin chân thành cảm ơn và chào đón sự có mặt của đội ngũ kiến trúc sư, chủ thầu xây dựng, đội ngũ thợ thi công, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, quay phim, ánh sáng, những người đã làm nên công trình
và góp phần cho lễ hội của chúng tôi thành công rực rỡ. Quê hương vui mừng đón chào các ông, các bà, các anh, các chị là trai gái dâu rể của quê hương từ nơi xa xôi Buôn Ma Thuột, Hà Nội và nhiều nơi khác cũng về đây để dự lễ hội. Chào mừng tất cả các vị khách quý vì yêu quý mảnh đất Kim Châu này cũng đã về dự lễ hội hôm nay. Xin chào mừng tất cả các ông, các bà, các anh, các chị và toàn thể bà con nhân dân có mặt trong buổi lễ trọng thể này. Và bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Văn Duyên, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Kim Châu, lên đọc diễn văn khánh thành đình làng Kim Châu. Xin trân trọng kính mời đọc. Kính thưa quý vị, Kim Châu một làng quê địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình, giàu truyền thống văn hóa cách mạng, con người nơi đây trai thanh gái lịch, văn hay võ giỏi, năng động thương trường, nghĩa tình sâu nặng. Kinh Châu là cội nguồn điểm tựa tinh thần và bến đầu cho bao thế hệ người Kinh Châu hôm qua và mãi mãi. Cách đây khoảng 500 năm, nơi đây là một vùng đất hoang vu. Người bộ nhà quốc đầu tiên xuống mảnh đất này là ông Đặng Hữu Tăng, con của ông Đặng Hữu Nhân, nguyên quán huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông Đặng Hữu Tăng cùng với cha và con cùng nhau lập văn bản đăng ký với triều đình phong kiến, khai canh lập ấp, đặt tên cho làng mạc, ruộng đồng, khe núi. Ba vị tổ đầu tiên của Hồ Đặng đã được triều đình phong kiến, phong sắc tặng, hữu công khai khẩn, thiệt lập xã hiệu, khai tấu điền mộ, di đức tử tôn. Ông tổ thứ ba của Hồ Đặng là ông Đặng Hữu Thọ, nuôi ông Phạm Quang Biểu. Khi mất, ông Phạm Quang Biểu rất thiêng liêng, trở thành một vị nhân thần được nhà vua sắc tặng bản phủ thành hoàng. Đến đời thứ năm của Hồ Đặng thì ông Phan Hữu Mu từ làng Thổ Ngọa, Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn đến đây cư trú và tạo nên dòng họ thứ hai. Ông tổ thứ bảy của Hồ Đặng là ông Đặng Viết Linh ra Nghệ An đưa ông Nguyễn Hữu Sông về làm con nuôi. Ông Nguyễn Hữu Sông lớn lên và đính hôn với bà Đặng Thị Thẹp, sinh con đẻ cháu, tạo nên dòng họ thứ ba. Cả ba vị tổ họ Đặng và hai vị tổ họ Phan, họ Nguyễn đều được triều đình ban sắc về công lao khai sản mảnh đất Kim Châu này. Từ ba dòng họ đầu tiên, các dòng họ khác là Phạm, Hoàng, Lê, Trần, Trương, Võ, Đoàn, Chu tiếp nối nhau đến định cư ở mảnh đất này. Dù đến trước hay đến sau, các vị thủy tổ các dòng họ đều bỏ công với làng với nước. Tất cả các dòng họ từ nguyên thủy cho đến sau này vẫn luôn luôn đoàn kết gắn bó với nhau để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cái tên đầu tiên được đặt cho mảnh đất này là Bình Minh Giang, nghĩa là làng Bình Minh, sau đổi thành Minh Trừng. Đến đời vua Minh Mạng từ năm 1820 thì đổi thành Kim Châu. Cả ba cái tên của làng đều đẹp, đều có ý nghĩa lịch sử của nó. Riêng cái tên Kim Châu sao mà đẹp thế, vừa mang dáng dấp phồn hoa, vừa trìu mến thân thương, ngọt ngào và sâu nặng. Với đất đai, ông cha ta cũng đặt những cái tên rất đẹp như Cồn Nhiên, Cơn Sung, Cơn Bưởi, Cơn Nến, Lá Cờ. Với ruộng đồng thì có Long Mạch, Cánh Buồm, Trường Văn, Trường Võ. Bao bọc lấy làng mạc, ruộng đồng là dòng sông danh và dạy trường sơn hùng vĩ. Hòn Lèn Một với đồng nén rừng lầy như một con sư tử nằm nghiêng dình ra làng mạc. Phải chăng sư tử nằm chầu rồi Cồn Nhiên, Trường Văn, Trường Võ là ước vọng muôn đời của những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này? Lịch sử cũng đã chứng minh rằng mảnh đất này dù không rộng, người không đông, những thế hệ nào cũng có văn quan võ tướng. Đúng như lời cổ nhân, địa linh sinh nhân kiệt. Thời Hậu Lê, làng Bình Minh của hai tướng quân là ông Đặng Như Thiệu và ông Đặng Kiếm Tiến. Ông Đặng Viết Thị là quan văn ở triều đình, chức vụ tương đương với thứ trưởng ngày nay. Và biết bao bậc tiền bối nữa đã có công với nước, làm rạng danh truyền thống quê hương. Từ sau cách mạng tháng 8, hầu hết các con em trong làng đi theo tiếng gọi của Đảng
vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Nhiều người tham gia hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa, có người đã cầm súng từ những ngày Nam Bộ kháng chiến. Nhiều liệt sĩ, thương binh đã hy sinh thân mình hoặc một phần thân thể vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, là danh nhân thành đạt. Nhiều người đạt huy chương vàng, giải nhất, giải thưởng cao quý trên nhiều lĩnh vực ở cấp quốc gia, quốc tế. Kính thưa toàn thể quý vị, đối với dân tộc ta, nói đến nước là nói đến làng, nói đến làng là nói đến những hình ảnh đặc rất đặc trưng, làm nên biểu tượng của làng quê, đó là cây đa, bến nước, sân đình. Trong đó, đình làng là biểu tượng văn hóa, một mạch hồn quê, một nét đẹp của xóm làng Việt Nam. Từ lâu đã in vào tâm khảm mỗi con người và tỏa sáng trong những áng thơ văn. Hơn 100 năm trước, cha ông chúng ta đã dựng nên một quần thể văn hóa tâm linh rất đẹp, rất hồn và giàu ý nghĩa, bao gồm đình làng, nhà thờ, các dòng họ, nhà tăng, hướng về phương Nam, nhìn về sông danh núi đồn. Tuy nhiên, trải qua những thăng trầm của lịch sử và khói lửa của chiến tranh, đến năm 1968, đình làng không còn nữa, chỉ còn hai trụ cổng và miếu thờ nép mình dưới tán cây phường vị cổ xưa. Việc gìn giữ giá trị văn hóa đình làng là để kế thừa, phát huy dòng chảy văn hóa dân tộc, giữ gìn nét đẹp hồn quê là tâm huyết của bao người. Từ nhiều năm nay, ông Đặng Xuân Huệ đau đáu ước muốn xây dựng lại đình làng và tôn tạo lại các công trình trong quần thể văn hóa tâm linh của làng, một không gian văn hóa thoáng đẹp mà ít nơi có được. Sau khi tài trợ để xây dựng nhiều công trình trong làng, trong xã, đầu năm gia đình ông Đặng Xuân Huệ quyết định đầu tư 6 tỷ đồng để xây dựng đình làng. Đây là niềm vui, niềm tự hào vô bờ bến của bà con nhân dân Kinh Châu gần cũng như xa. Đồng thời, cũng là trách nhiệm lớn của chi ủy, chi bộ, lãnh đạo thôn, mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Chúng tôi nhận thức rằng, đình làng là chốn tôn nghiêm để thờ tự thành hoàng làng và bậc tiên hiền đã có công khai canh khai khẩn, tạo dựng đến mảnh đất Kinh Châu này. Cùng với nhà văn hóa thôn, đình làng sẽ còn là nơi tụ họp mọi người trong các lễ hội, là sợi dây gắn bó cộng đồng, là một nét đẹp độc đáo trong văn hóa làng xã, là biểu tượng của quê hương. Đây là công trình hướng về cội nguồn cho hôm nay và con cháu muôn đời sau. Ý nghĩa của đình làng lớn lao như vậy, cho nên tiêu chí đặt ra là phải tôn nghiêm mà ấm áp, gần gũi, đẹp đẽ, cao ráo, thoáng đãng, tiện lợi, kiến trúc truyền thống, cổ kính nhưng phù hợp với đặc thù của quê hương và vật liệu xây dựng hiện có. Vị trí vừa hợp phong thủy, vừa phù hợp với không gian, kiến trúc tổng thể của khu vực. Từ những tiêu chí này, kiến trúc sư Nguyễn Thanh Vân đã thiết kế đình làng theo kiến trúc cổ xưa với mái cong gam màu đỏ vàng chủ đạo. Kiến trúc đường nét màu sắc đình làng tạo nên tôn nghiêm nhưng cũng rất ấm áp gần gũi với người dân. Đình hậu là nơi thờ tự thành hoàng làng, các bậc tiền nhân có công khai khẩn và thủy tổ các dòng họ trong làng. Đình tiền cùng với tiền sảnh và sân đình kết nối với nhà văn hóa và sân khấu là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trước đình là 4 trụ biểu, đây là biểu tượng của đình làng và cùng làng biểu tượng của làng. Mặt trước và mặt sau của hai trụ biểu là câu đối: từ Trường Sơn Kinh Châu vượng bền vạn thuở, soi linh thủy bình minh tọa ràng muôn đời. Linh thủy là tên của sông danh, còn có nghĩa là dòng sông thiêng. Bình minh là tên gọi đầu tiên của làng, là hồn thiêng cha ông từ nửa thế kỷ trước vọng về, đồng thời là ánh bình minh ngày ngày soi rọi cho con người, cỏ cây ở mảnh đất này tốt tươi. Câu đối vừa mô tả cái thế tòa lạc của đình làng, lưng tựa Trường Sơn hùng vĩ,
mặt nhìn sống danh thơ mộng, vừa thể hiện truyền thống khí phách cha ông và khát vọng bao đời vì một quê hương tươi đẹp, mảnh giàu vững bền muôn thuở hơn nửa thế kỷ mong đợi. Đến hôm nay Tiên Châu được có đình làng lộng lẫy, tôn nghiêm đẹp đẽ, hài hòa, ấm lòng tiền nhân và mặt già bà con nhân dân, trẻ già trai gái, dâu rể gần xa. Trước hồn thiêng sông núi và thiêng liêng tiền tổ, chúng con hầu duệ các dòng hồ trên mảnh đất Kinh Châu xin nghiền tiếp bước tiền nhân mang hết tài năng, tâm sức, đoàn kết một lòng xây dựng gia đình, dòng hồ, xóm làng, quê hương ngày càng giàu đẹp, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Kính chúc làng Kinh Châu mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững. Chúc toàn thể bà con nhân dân đoàn kết, yêu thương yêu nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chúc cho sự đoàn tụ của quê hương chúng ta thật hạnh phúc viên mãn. Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, tổng chi phí xây dựng trang bị nội ngoại thất đình làng và tổ chức lễ hội là hơn 6 tỷ đồng, đều do gia đình ông Đặng Xuân Huệ tài trợ. Không chỉ vậy, gia đình ông Đặng Xuân Huệ còn đóng góp lớn để xây dựng nhà thờ bá họ và lăng mộ tổ của nhánh họ Đặng thuộc giáo họ Minh Tú. Chi phí toàn bộ để xây dựng lăng mộ tổ tiên bá họ, lăng mộ mộ ngài bản thổ Thành Hoàng, sân khấu, sân nhà văn hóa và tường rào, đổ bê tông hệ thống đường làng, đường vô rũ, đường trong rũ, đường màu xấu, nghĩa trang liệt sĩ và cổng chào xã Châu Hóa. Từ năm 2012 đến nay, năm nào gia đình ông cũng có quà cho tất cả bà con nhân dân trong thôn để ăn Tết. Gia đình ông còn hỗ trợ lớn cho các hoạt động của địa phương, bảo tồn hát nhà trò và mời các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp về biểu diễn ở quê hương. Tổng chi phí của đài gia đình ông Đặng Xuân Huệ cho những việc làm trên là 21 tỷ 400 triệu đồng. Một số tiền quá lớn chỉ có ở một tấm lòng vĩ đại. Trong ngày hội lớn của làng, trong giờ phút trang nghiêm mà vô cùng tươi vui ấm áp này, chi ủy, chi bộ, lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và toàn thể bà con nhân dân thôn Kinh Châu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, xin được tri ân và tôn vinh những công lao to lớn của ông Đặng Xuân Huệ và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đối với quê hương. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Xuân Huệ và bà Nguyễn Thị Phương Thảo lên lễ đài để đón nhận những bó hoa tươi thắm, đó cùng những tình cảm yêu quý, sự tri ân và tôn vinh của quê hương đối với ông bà. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Quang, nguyên ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cùng đại diện ban lãnh đạo xã Châu Hóa và nhân dân thôn Kinh Châu lên trao tặng hoa cho ông Đặng Xuân Huệ và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị khách quý, tôi là người con sinh ra trên mảnh đất này và hôm nay đứng trên diễn đàn này để có đôi lời tâm sự mà thực sự tôi cũng cảm thấy rất nhiều xúc động. Kính thưa quý vị, đình làng của chúng ta cũng đã bị chôn vùi dưới bom đạn Mỹ từ năm 1968. Trải qua từ đó đến nay đã 54 năm trôi qua, bà con nhân dân thôn Kinh Châu của chúng ta đau đớn trong lòng một cái nỗi niềm rất mong được có cái đình làng để hôm sớm đi về thắp nén nhang tri ân ngài bản tổ Thành Hoàng, tri ân các bậc tiền nhân, tri ân tổ tiên ông bà để gây dựng nên cái mảnh đất Kinh Châu thân yêu này. Nhưng lực bất tòng tâm và bao nhiêu ước vọng đó gần như trôi theo thời gian và năm tháng.
54 năm trôi qua, không riêng tôi mà rất nhiều người con quê hương Kim Châu luôn đau đớn trong lòng, mong muốn sớm làm được những điều lớn như vậy, nhưng khả năng thì có hạn. Thì trong thời gian vừa qua, thì theo cái tâm, cái tinh thần tâm nguyện của bà con nhân dân, anh em trong gia đình chúng tôi có trao đổi với nhau, trong bối cảnh này mình phải thông cảm chia sẻ với những khó khăn của quê hương Kim Châu, bà con nhân dân thôn Kim Châu. Thưa bà con, đồng tiền nó quan trọng thật. Suy nghĩ về đồng tiền thì mỗi người có một cái tư duy hoàn toàn khác nhau. Quan điểm của tôi thì nó rất quan trọng, nhưng cũng nó cũng rất là phù du. Nó đến rồi nó đi, nó đầy rồi nó vơi, nó vô cùng, không biết bao nhiêu cho nó đủ. Tâm lý con người ai cũng thế thôi. Có một ứng mười, có mười ứng nhiều hơn nữa. Nhưng quan điểm của tôi thì như vậy thì nó là vô cùng, nó chẳng biết bao nhiêu cho nó vừa. Và cứ như cũng như vậy ấy, thì gọi là suốt cả cuộc đời này, những cái tâm nguyện, những ước mơ của bà con nhân dân thôn Kinh Châu của chúng ta chắc là không bao giờ đạt được. Được cái bối cảnh đó là gia đình chúng tôi, anh em trao đổi, bàn bạc thống nhất với nhau và quyết định phải đầu tư tiền bạc để làm cái đình làng này, để nơi đây sẽ trở thành một cái trung tâm, là sẽ nơi hội tụ vô cùng quan trọng. Và cũng từ đây, nhà văn hóa đình làng Kinh Châu, nhà thờ họ Đặng, họ Phan, Hồng Nguyễn và tất cả các họ đã tạo nên một cái sức sống mới, diện mạo mới, hình ảnh mới vô cùng đẹp đẽ, nơi hội tụ những tình cảm vô cùng đặc biệt và quan trọng. Lâu nay chúng ta đoàn kết rồi, nhưng bây giờ đoàn kết hơn nữa, yêu thương nhau rồi, yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Cả thôn một lòng một dạ hướng về sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, để cùng nhau tiếp tục xây dựng quê hương Kinh Châu, luôn luôn đổi mới, tạo dựng cho quê hương Kinh Châu có một cái sức sống mới. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa bà con nhân dân thôn Kinh Châu thân yêu, chỉ còn lại có 3 tuần nữa là chúng ta chia tay năm cũ để đón chào năm mới. Với tình cảm rất mực yêu thương và trân trọng với mảnh đất này, với bà con của chúng ta, tôi xin trân trọng được gửi đến các quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân thôn Kinh Châu bước sang một cái năm mới luôn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Nặng tình sâu ai xa không nhớ, à biệt nơi đâu mà về, à ơi. Trong châu khắc vào nỗi nhớ,
tình mẹ tình làng đông đòi cơm thơm, con lớn lên bằng hạt thóc củ khoai, con lớn lên trong lời ru của mẹ, trong câu thơ cha một thời thơ trẻ, hoa cải vàng ngút ngát một miền quê. Mẹ ru con tình nghĩa phu thê, phụ tử tình thâm thương nhau muôi mặt, như linh giang soi hình núi đùn, vơi vơi tình quê thương nhớ người xa. Lời ru con nghiêm mẹ tình cha, có tiếng gọi đó tóc thơm ruộng sáng ruộng lầy. À ơi ơi à ơi à ơi ơi à ơi, ai đi nhớ bến chợ cuối, nhớ hòn len đùn, nhớ người Kinh Châu quê hương nghiêng nặng tình sâu. Thưa quý vị, đồng chí Lương Ngọc Tín và đồng chí Nguyễn Xuân Quang là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiều năm của tỉnh Quảng Bình. Các đồng chí đã và đang dành cho huyện Tuyên Hóa nói chung và xã Châu Hóa nói riêng những cái tình cảm, sự quan tâm đặc biệt. Hôm nay là chúng ta tổ chức lễ hội khánh thành đình làng. Các đồng chí về đây dự, có thể nói đó là cái niềm vinh dự lớn đối với tất cả chúng ta, và không chỉ ban tổ chức lễ hội chúng tôi mà có lẽ bà con nhân dân Kim Châu cũng hết sức cảm động trước những cái tình cảm, cái sự quan tâm đặc biệt này. Và sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Tín, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân, thôn Kinh Châu nói riêng và xã Châu Hóa nói chung là một vùng quê mà phải giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, một làng quê văn vật. Nơi đây đã từng nổi tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ dệt vải. Nơi đây đã từng nổi tiếng với những làn điệu ca trù, với những nghệ nhân xuất sắc. Nơi đây đã từng sản sinh rất nhiều người quan tài trí, trí dũng song toàn, đã góp phần làm rạng rỡ cho quê hương, đã góp phần xây dựng nên làng quê của chúng ta, huyện Tuyên Hóa tỉnh của mình chúng ta ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt là từ khi thôn Kinh Châu của xã Châu Hóa chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có những cái sự phát triển vượt bậc. Ngày nay đến với thôn Kinh Châu, đến với xã Châu Hóa là chúng ta đến với một cái làng quê mà tươi đẹp, một làng quê về đích nông thôn mới, một trong những làng quê về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Tuyên Hóa. Quy hoạch thì rất là bài bản, rất là khoa học, làng quê thì trù phú, con người thì lịch sử, các cái thiết chế, các cái cơ sở hạ tầng thì đầu tư đồng bộ. Có thể nói đây là một cái niềm tự hào không chỉ cho người dân Châu Hóa mà cả huyện Tuyên Hóa của chúng ta. Nhưng mà từ khi kể ra thì cũng là làng quê của chúng ta thì cũng giống như nhiều làng quê khác. Suốt trong cái tiến trình lịch sử thì các thế hệ tiền nhân đã xây đắp lên làng mạc rất là phù phú. Nhưng mà chia trải qua chiến tranh, binh lửa, rồi thiên tai, rồi một số thiết chế văn hóa bị mai một. Trong đó có những cái đình làng, rồi có những cái thiết chế khác thì bị chiến tranh, bị tàn phá, rồi thiên tai,
rồi do nhận thức của mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, cho nên là nó để lại những cái sự nuối tiếc. Với một cái tấm lòng như bà con đã nói, tức là đau đớn về quê hương, thì đồng chí Đặng Xuân Huệ, bí thư đảng ủy kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình cùng với gia đình đã xây dựng những cái ngôi đình làng, vốn là một cái niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần của bà con nhân dân thôn Kinh Châu trong tiến trình lịch sử. Tôi cho rằng đây là một cái việc làm mà hết sức ý nghĩa, giàu tính nhân văn của gia đình đồng chí Đặng Xuân Huệ. Tôi thấy rằng là đồng chí Đặng Xuân Huệ không chỉ là người mà chăm lo cho công ty làm ăn phát đạt, mà còn là một người rất chăm lo về công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức chính trị. Anh Huệ thì là đã được là nhiều tổ chức trong nước tặng danh hiệu là doanh nhân ưu tú. Không dừng thế mà đồng chí Đặng Xuân Huệ còn là một cái người nặng lòng về quê hương, đã đầu tư rất nhiều cái kinh phí trong việc góp phần xây dựng quê hương cho đến hôm nay là cái ngôi đình này, một cái ngôi đình mà rất là khang trang, rất là lộng lẫy, nơi sẽ là hội tụ và tạo nên một cái cố kết cộng đồng để giúp cho bà con chúng ta có thêm những cái giá trị tinh thần để phát huy truyền thống. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái việc làm rất ý nghĩa. Và hôm nay đến dự cái lễ khánh thành đình làng, được chiêm ngưỡng một cái công trình rất là lộng lẫy khang trang như thế này, chúng tôi rất là cảm phục và đồng thời cũng rất là chia vui với cái niềm vui của bà con nhân dân thôn Kinh Châu nói riêng và của xã Châu Hóa. Tôi mong muốn rằng là ngày ngôi đình làng này sẽ phát huy những cái truyền thống văn hóa của nó, sẽ là nơi hội tụ, sẽ là nơi bà con đi về để thắp nén nhang tưởng nhớ biết ơn những công lao của các thế hệ tiền nhân, và đồng thời là cái điểm tựa tinh thần để giúp cho chúng ta góp phần thêm cái sự nuôi dưỡng tâm hồn, làm giàu thêm cái tinh thần để vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng nhau đoàn kết để xây dựng quê hương chúng ta giàu mạnh. Một lần nữa xin chúc mừng bà con thôn Kinh Châu nói riêng với xã Châu Hòa, chúng ta đã có một cái công trình rất là lộng lẫy khang trang, và nhân dịp bước sang năm mới Nhâm Dần, xin chúc cán bộ nhân dân thôn Kinh Châu, xin chúc đảng bộ và nhân dân xã Châu Hóa một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Kính thưa đồng chí Lương Ngọc Bính và đồng chí Nguyễn Xuân Quang, thay mặt cho ban tổ chức lễ hội và toàn thể bà con nhân dân thôn Kinh Châu, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm, những tình cảm đặc biệt mà các đồng chí đã dành cho thôn Kinh Châu nói riêng, xã Châu Hóa nói chung. Xin kính chúc hai đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và chuẩn bị đón một năm mới thật vui tươi, đầm ấm. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Châu, thay mặt cho bà con nhân dân quê hương lên phát biểu cảm tưởng. Kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, ngày xưa có câu cây đa bên nước đình làng, thì cây đa bên nước đình làng đó là cái bộ mặt của làng và cái thể hiện của làng Kinh Châu. Nhưng qua chiến tranh tàn phá, nó đã san phẳng mãi đến nhân dân mong muốn trong mong mà làm lại ngôi đình làng để có nơi thờ tự tổ tiên ông bà, nhưng trước sự khó khăn bỏ tay, trước sự bất lực đó thì có như được nhà tài trợ đằng chủ Đặng Xuân Huệ đã viện trợ một số vốn khổng lồ xây lại đình làng khang trang, xây theo kiểu cách quy mô hiện đại cổ kính, có phong rồng bay phượng múa, có nơi chầu đồng chơi, và coi như là hoa văn tươi tốt. Hôm nay tôi thay mặt cho người cao tuổi xin cảm ơn đến gia tài trợ chủ Đặng Xuân Huệ, Đặng Xuân Hòa và Đặng Thái Sơn, lời cảm ơn và cảm ơn nhiều. Kính thưa quý vị, năm cũ đã qua, gần qua, năm mới gần đến, chúng tôi xin chúc quý vị đại biểu chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chúc thành công tốt đẹp,
và đến chúc nhà đại tự mạnh khỏe, bình yên, thành công, tốt đẹp và vạn thổ vô cương. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Minh Châu. Thưa các chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hóa, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Hóa phát biểu chúc mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Kim Châu thân mến. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được về dự lễ hội khánh thành đình làng Kim Châu. Trước hết, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Hóa, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể bà con nhân dân Kim Châu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc quý vị năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Chúc bà con nhân dân một lòng đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, Châu Hóa chúng ta là một vùng quê đặc biệt. Sự đặc biệt đó thể hiện ở vị trí địa lý, có cả sông, bãi bồi, rừng núi. Riêng thôn Kim Châu có hệ thống nhà văn hóa, đình làng, các nhà thờ hò liên kết thống nhất với nhau trong một không gian kiến trúc thoáng, rộng mà nơi ít có được. Hệ thống đường làng, đường ra ruộng đồng, đường đến các khu lăng mộ tổ tiên đã được bê tông hóa, hướng nhà được quy hoạch chuẩn mực. Kim Châu lại có hát nhà trò, có truyền thống hiếu học, đoàn kết, nghĩa tình thủy chung. Bà con nhân dân tự hào được là con em của một làng quê đặc biệt như Kim Châu. Đình làng được khánh thành là tiếp nối lộ trình bảo tồn và phát huy giá trị đặc biệt của làng. Do đó đề nghị thôn ta cần có kế hoạch để từng bước khôi phục các giá trị văn hóa vật thể như lăng, miếu thờ các nhân thần, giếng làng, các giá trị văn hóa phi vật thể như hát ru, hát nhà trò, thơ ca, các trò chơi dân gian, hương ước, tộc ước, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Mọi người con Kim Châu ở quê, ở đâu, dù bất cứ cương vị nào cũng cần phải cố gắng hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa để quê hương Kim Châu, Châu Hóa của chúng ta ngày càng phát triển, đưa làng Kim Châu sớm trở thành làng kiểu mẫu về mọi mặt, xứng đáng với những gì mà các bậc tiền nhân đã để lại. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo xã Châu Hóa, tôi trân trọng cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ to lớn của gia đình anh Đặng Xuân Huệ và toàn thể bà con đã đồng sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đình làng Kim Châu khang trang, to đẹp như hiện nay. Kính chúc toàn thể bà con năm mới, thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu chúc mừng và phát biểu cảm tưởng chứa chan tình cảm và cả sự trân trọng của các quý vị đối với quê hương chúng tôi. Xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Và sau đây xin mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý và cùng toàn thể bà con chúng ta ra trước sân đình để làm nghi thức cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời quý vị. Xin kính mời đồng chí Lương Ngọc Bính, ông Đặng Xuân Huệ, đồng chí Trương Thanh Lam, đồng chí Hoàng Đức Hoành và linh mục An Tôn Lê Thanh Tuấn lên vị trí cắt băng khánh thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồn thiêng sông núi, thảo rừng đắp bồi chở tre dẫn lối để kính châu tươi đẹp như hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, ấn đức tiền nhân ngàn năm báo bổ. Nay đình làng tôn nghiêm rạng rỡ, khấn nguyện tiên linh lai ngược thiên thu, rồi anh bình minh xua hết mây mù, ruộng đồng cỏ cây bốn mùa tươi tốt, già trẻ gái trai muôn người như một, các họ đồng ấm lương giáo đồng lòng, đức trí khang cường ngũ phúc đơn công, xây dựng quê hương phồn vinh hạnh phúc, tế như tài cầm hương phản phất, đạo thông thiên địa hữu muôn đời. Kinh Châu bắt đầu. Thank you.
kính đi đại đường, quý vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân, xa xưa hương.